thu âm quảng cáo, thu âm phát loa, giá cực hấp dẫn. Liên hệ ngay hotline hoặc Zalo. VinFast hợp tác cùng Chợ Tốt thu cũ xe máy xăng, đổi mới xe máy điện. Công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh thương mại và dịch vụ VinFast đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược cùng công ty trách nhiệm hữu hạn Chợ Tốt triển khai chương trình thu cũ xe xăng, đổi mới xe điện áp dụng đối với các dòng xe máy điện VinFast từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 1 tháng 5 2024. Với nhiều ưu đãi hấp dẫn từ cả hai đơn vị, chương trình sẽ mang đến giải pháp thiết thực và động lực mạnh mẽ cho người tiêu dùng chuyển đổi từ xe máy xăng sang xe máy điện thân thiện với môi trường. Theo thỏa thuận hợp tác giữa hai bên, trong thời gian diễn ra chương trình từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 1 tháng 5 2024, khách hàng mua xe máy điện VinFast thông qua nền tảng Chợ Tốt sẽ được nhận ưu đãi lên đến 3 triệu đồng tùy theo từng dòng xe. Cụ thể, khách mua Evo 200, Evo 200 Lite sẽ được ưu đãi 800.000 đồng, Felix S được ưu đãi 1.200.000 đồng. Các mức ưu đãi tương ứng cho các dòng xe Clara S 2022, Ventor S và Theon S lần lượt là 1.600.000 đồng, 2.400.000 đồng và 3 triệu đồng. Đặc biệt, để giúp khách hàng xóa bỏ các rào cản và dễ dàng chuyển đổi xanh, Chợ Tốt cũng sẽ hỗ trợ thu mua lại những chiếc xe máy xăng cũ của khách hàng với mức giá cạnh tranh so với thị trường và thủ tục nhanh gọn chỉ trong tối đa 2 giờ đồng hồ. Khách hàng có thể bán xe máy xăng cũ cho Chợ Tốt, đồng thời mua xe máy điện VinFast mới trên nền tảng Chợ Tốt để tối ưu hóa quyền lợi thông qua các ưu đãi hấp dẫn của cả hai bên. Theo đó, ngoài ưu đãi của chương trình thu cũ xe xăng đổi mới xe điện từ Chợ Tốt, khách hàng mua xe máy điện VinFast trong tháng 3 năm 2024 còn được hưởng thêm ưu đãi từ VinFast với mức tối đa lên tới 1,75 triệu đồng. Cụ thể, với khách hàng mua xe thuê pin, VinFast sẽ tặng ngay gói thuê pin miễn phí trong 2 tháng cho các dòng xe Evo 200, Evo 200 Lite và Felix S, miễn phí trong 3 tháng đối với dòng xe Clara S năm 2022 và 5 tháng với 2 dòng xe Ventor S và Theon S. Với khách hàng mua xe kèm pin, VinFast sẽ ưu đãi trừ số tiền tương ứng vào giá niêm yết đối với từng dòng xe. Cụ thể, Evo 200, Evo 200 Lite và Felix S sẽ được giảm 700.000 đồng. Clara S năm 2022 được giảm 1.050.000 đồng. Ventor S và Theon S được giảm 1.750.000 đồng. Chương trình kéo dài đến hết ngày 31 tháng 3 2024. Khách hàng cũng có thể lựa chọn hình thức vay mua xe trả góp qua hệ thống ngân hàng số K nếu có nhu cầu. Phát biểu tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác, ông Nguyễn Trọng Tấn, Tổng Giám đốc Chợ Tốt cho biết, xe điện dần trở thành lựa chọn của người tiêu dùng hướng tới tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện môi trường và tính hiệu quả về kinh tế. Thông qua hợp tác với VinFast, đồng hành cùng chuyển đổi xanh, chúng tôi mong muốn mang đến cho khách hàng trải nghiệm tiện lợi và an tâm khi bán những chiếc xe xăng đã qua sử dụng để mua xe điện mới VinFast. Bà Dương Thị Thu Trang, Tổng Giám đốc VinFast thị trường Việt Nam cho biết, tôi rất vui mừng và tin tưởng rằng với nỗ lực của cả hai bên cùng sự hưởng ứng, ủng hộ của người tiêu dùng, chương trình thu cũ xe xăng, đổi mới xe điện sẽ trở thành cú hích quan trọng giúp xóa bỏ rào cản và tạo động lực mạnh mẽ cho người dân Việt Nam chuyển đổi sang sử dụng các dòng xe máy điện thân thiện với môi trường của VinFast trong thời gian tới. Hiện tại với khả năng vận hành lên tới hơn 200 km một lần sạc, tốc độ tối đa 90 km một giờ, được trang bị nhiều công nghệ thông minh vượt trội và tiết kiệm chi phí hơn đáng kể, các dòng xe máy điện VinFast đang được xem là lựa chọn thay thế hoàn hảo cho xe máy xăng truyền thống. Với việc triển khai chương trình thu cũ xe xăng đổi mới xe điện, VinFast và Chợ Tốt mang đến cho người tiêu dùng giải pháp lý tưởng để xóa bỏ rào cản từ những chiếc xe máy xăng cũ, dễ dàng chuyển đổi sang các dòng xe máy điện thông minh, thân thiện với môi trường. Sử dụng xe máy điện VinFast thay cho xe máy xăng, người tiêu dùng không chỉ góp phần giảm 0,375 kg CO2 trên mỗi km di chuyển, mà còn gián tiếp đóng góp kinh phí cho các hoạt động bảo vệ môi trường, góp phần kiến tạo tương lai xanh bền vững. Cụ thể, với mỗi chiếc xe máy điện bán ra, VinFast sẽ đóng góp 50.000 đồng vào quỹ vì tương lai xanh của tập đoàn Vingroup để hỗ trợ các hoạt động vì môi trường. Để biết thêm thông tin chi tiết và tham gia chương trình thu cũ xe xăng đổi mới xe điện, khách hàng có thể đến trực tiếp showroom VinFast để được tư vấn hoặc truy cập website của Chợ Tốt. Từ VinFast, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website với mức giá chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964002593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.